Chào bạn, trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái gọi là tạp đường để xi thêm chì khi mà vẽ trên PCB đó. Và chúng ta dùng cái phần mềm là Proteus để chúng ta vẽ. Vậy thì mục đích là để làm gì? Mục đích là cái đường dây nguồn vào, cho nên chúng ta xi thêm chì vào để cho mạch nó đỡ nóng. Có một cách khác là dùng sợi đồng hàng từ chân này đến cái chân kia theo đường vẽ của bo mạch, rồi phủ chì lên cái sợi đồng đấy, nhưng mà nó không được thẩm mỹ cho lắm. Thì cách thức làm như thế nào, ví dụ như trong ảnh đây đấy, chúng ta xi thêm chì nó như thế. Cách làm là chúng ta sẽ chọn một cái lớp bóp thân solar đây, cái lớp này trước khi vẽ. Và khi người ta phủ xanh thì dựa vào lớp này nó sẽ chừa ra những cái đường này ra, chừa những cái đường này ra, và xem nó như là cái chân bát của cái mạch bạn vậy. Sau đó thì người ta mạ thiết lên như bát đó, và bạn xi chì lên là xong. Đấy. Đây này, chú ý này, sau khi mà nó chúng ta phủ xanh thì nó chừa ra những đường này, và chúng ta xem nó như cái chân bát, và sau đó người ta mạ thiết lên cái chân bát đó là và xi chì lên là xong. Đấy. Chúng ta có thể tham khảo cái block này nhá. Đấy. Block thanh NT đây, block này cũng khá hay. Đấy. Một vài kinh nghiệm vẽ và DJ mở rộng kích thước BCD sau cắt. Khoan, tạo đế tả nhiệt. Một vài kinh nghiệm nhỏ khi vẽ và DJ đó là việc sử dụng phím tắt sẽ giúp cho việc vẽ mạch nhanh hơn. Các bạn nên xem các lệnh trên thanh công cụ có từ gạch chân ở mỗi chữ cái tương đương với một phím tắt đó. Ví dụ như là file trên thanh công cụ sẽ có gạch chân là F. Do vậy thay vì mà nhấn vào file trên thanh công cụ thì chúng ta có thể dùng phím tắt F để thay thế. Đấy. Định dạng là kích thước mạch in. Muốn định dạng là kích thước mạch in thì ta nhấn BL rồi vào lớp Cap Out Layer để vẽ đường viền. Đấy. Sau đó bôi đen toàn mạch rồi nhấn DSD, kết quả thu được sẽ là phần mạch nằm trên đường Cap Out Layer. Các bo mạch chính xác với AutoCAD và Altium thì sử dụng AutoCAD để vẽ đường viền bao kín cái phần mạch cần thi công, sau đó lưu file bản vẽ dưới dạng là DXF, mở cái PCB của Altium lên, nhấn vào file trên thanh menu và chọn import, sau đó tìm đến cái file DXF đã có. Đấy. Và chúng ta cài đặt một số đơn vị layout tỷ lệ. Block thì chúng ta chọn import integer. Đấy, chọn mode mm. Sau khi làm việc tương tự thì chúng ta định dạng là kích thước mạch in, quét toàn bộ đường bao và nhấn DSD. Kết quả chúng ta thu được như thế này. Đấy. Nó rất là còn rất là nhiều nữa. Các bạn có thể vào cái block này để xem block của mình đây. Ok, hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.